Hello, xin chào các bạn. Hôm nay gia đình mình họp mặt ngày cha mẹ. Cả nhà cùng đi họp mặt ở nhà hàng. Chắc các bạn cũng đoán ra được rồi, nhà hàng nào rồi phải không các bạn? Kỷ niệm của ba mình rất thích đeo đồng hồ, và bây giờ tặng lại cho các con cháu làm kỷ niệm của gia đình.